Vâng, xin chào quý bác, quý anh chị đã quay trở lại với kênh Sành Đồ Xì. Quý anh chị thân mến, đầu xù tóc rối, và hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu clip ngày hôm nay với mức giá là 99k. 99k cho bất cứ sản phẩm nào, chuyển khoản, free ship quý bác, quý anh chị nhé. Hôm nay chúng ta sẽ chạy ma ép và sẽ lên quần jean. Đồng thời tí nữa có cái gì chúng ta sẽ sale hết toàn bộ là 99k luôn. Bắt đầu vào clip luôn ạ. Quý anh chị nào quan tâm đến những cái mặt hàng của Sành Đồ Xì đang sale với mức giá là 99k, quý anh chị hãy liên hệ với Sành Đồ Xì qua Zalo hoặc số điện thoại 0337707398. Với những khách hàng thân thuộc tại Sành Đồ Xì thì đây là một trong những cái số điện thoại gần như là dễ nhớ nhất luôn rồi. Còn những bác nào mà chúng ta chưa mua hàng tại Sành Đồ Xì thì có thể nhắn tin đến Zalo hoặc số điện thoại 0337707398. Thời gian làm việc tại nhà Sành Đồ Xì là sẽ bắt đầu 8 giờ cho đến 12 giờ. Sành Đồ Xì sẽ có 2 tiếng nghỉ trưa và Sành Đồ Xì sẽ bắt đầu làm việc tiếp từ 2 giờ cho đến 21 giờ quý bác quý anh chị nhé. Và quý bác quý anh chị khi mà gọi điện thì chúng ta để ý cái giờ này, tại vì giờ này thì Sành Đồ Xì mới bắt máy được. Còn những bác nào mà gọi nhỡ thì Sành Đồ Xì sẽ chủ động và gọi lại cho quý bác quý anh chị nhé. Ok, sản phẩm đầu tiên của chúng ta nào, size nó cũng hơi to đấy. Mấy con jean Mỹ này thì size nó hơi to. Con này con Levi nhá, nó bị bong chóc đây thôi. Chứ còn riêng về chất lượng của Levi thì hết sảy con 37 luôn rồi. Con này size hơi to quý bác quý anh chị nhá. Con này còn chả kèm hết móc này. Chúng ta sẽ đến với chiếc này. Đây là mã F188. Mã F188 của chúng ta là một chiếc quần size 44, bụng là 108, đùi là 34, chiều dài là 111 và ống là 23 nhá. Con này siêu to khổng lồ. Con này đẹp mà. Đẹp. Đây, con này chỉ có bị bong mỗi cái chỗ này thôi. Đây là một chiếc quần mã F188 size 44 và con này cũng là giá là 99k thôi. Ok, tiếp theo này. Tiếp theo có lù quang lơ. Với cái kiểu tần suất sale mà cứ kiểu dạng là 99k như thế này thì chắc chắn là hàng nó sẽ hết rất là nhanh. Quý bác quý anh chị chúng ta tranh thủ liên hệ nhé. Quang lơ Mỹ này. Con này thì không có gì cả, con này thì kiểu nó hiện trạng nó đang bị giống như này. Riêng về những cái lô quần của jean Mỹ thì như thế này gọi là bình thường. Như thế này gọi là bình thường. Quý bác quý anh chị nào mà chúng ta khó tính thì chúng ta có thể mua những món hàng mới trực tiếp tại những cửa hàng của Levi chẳng hạn. Thì giá của nó dao động vào khoảng 1,1 triệu cho đến 1,2 triệu. Tùy vào mỗi vùng và cũng như là cái phí ship của mọi người. Đó thì con này là của Quang Lơ này. Chúng ta đến với chi tiết nhé. Con này cũng size lớn đấy. Bác nào siêu to khổng lồ thì hôm nay quá nhiều size cho các bác luôn rồi. Và Sành Đồ Xì nói luôn là Sành Đồ Xì nhận chuyển khoản và đi hàng. Tại vì hàng này Sành Đồ Xì để giá rất là rẻ, 99k thôi. Đó, đây chất lượng nó như hình. Các bác xem kỹ. Đây là mã F187 nha. Xin nhắc lại mã F187 nha. Con này là size 43, bụng là 106, đùi chiếc này là 37, ống là 110 và đùi là dài, chiều dài là 110 và ống là 23. Đó. Thì con này là của thương hiệu Quang Lơ này. Đây là mã F187 size 43. Rồi. Con này cũng ngon đét này, đẹp luôn mà. Chỉ là size hơi to thôi. Tiếp theo chúng ta có rất nhiều những cái con size to đây. Thêm một con size rất là to nữa, con này của Quang Lơ này. Con này của Quang Lơ nữa, size rất là to luôn quý bác quý anh chị, con này Quang Lơ size rất là to luôn. Và với những sản phẩm như này Sành Đồ Xì cam kết chính hãng nhé. Với con này thì chúng ta sẽ có mã F186 này quý bác quý anh chị ơi. Mã F186 nhé. Mã F186 nhé. Với chiếc này chúng ta sẽ có một chiếc quần bụng là 114, size cũng rất là to. Bác nào khoảng 100 cân các thứ thì mặc thoải mái. Con này bụng sẽ là 114, đùi sẽ là 37, ống là 23 và chiều dài là 107 nhé. Size con này cũng là size to. Đây là mã F186. Xin nhắc lại con này là size 47. Khoảng hơn một tạ thì các bác có thể mặc con này ngon nhỉ. Ok. Đây. Quần rất đẹp. Mỗi tổ là size to thôi. Con này Quang Lơ chính hãng luôn. Và những cái sản phẩm này thì nói chung là rất là nặng. Móc của nhà em thì cũng kiểu treo với con này mà nặng hết cả móc luôn. Sản phẩm tiếp theo là sẽ có một con tiếp nữa của Quang Lơ đây. Thêm một con của Quang Lơ nữa đây. Với con này của Quang Lơ thì thấy cái tông màu cũng rất là ok luôn. Con này tông màu cũng rất là đẹp luôn. Con này là đúng kiểu như là bác nào bụi bụi đường phố là kiểu mặc mấy con là đẹp lắm đây. Cái màu này sẽ là cái màu xanh, kiểu xanh ghi luôn các bác nhé. Với chiếc này chúng ta sẽ có các thông tin như sau. Đầu tiên thì đây là mã F185. Con này thì bụng là 102 nhé.
size 41, bụng là 102, chiều dài là 120, ống là 22 và đùi là 34 nhé. Xin nhắc lại này, con này đây là mã F 185 nhé. Và với con này của Wangler thì sẽ có một cái tag thêu ở, một cái tag da ở đây và tag thêu ở đây. Ngoài ra thì cúc kiếp các thứ con này cũng gần như là chuẩn chỉ luôn rồi. Xin nhắc lại đây là mã F 185 nhé. Giá chúng ta ngày hôm nay là 99k. Sản phẩm nào cũng thế, nhưng mà chuyển khoản thành đồ gì mới đi hàng được. Tại vì có rất nhiều những bác là phải nói là có nhiều bác là lấy hàng rất là nhiều nhưng mà đến thì lại mất tích luôn. Thế là Sành Đồ Si đã quyết định rằng là với những cái mặt hàng kiểu 99k này thì Sành Đồ Si chỉ nhận chuyển khoản và đi hàng. Bác nào nhanh thì Sành Đồ Si sẽ để lại hàng, còn chậm thì chúng ta phải đợi những cái phiên tiếp theo. Tiếp theo là chúng ta sẽ có một con Levi 560. Con này là size 38x30 nhé. Size 38x30 có nghĩa là 38 tức là về cái bề ngang, còn size 30 tức là về cái chiều dài. Với chiếc này của thương hiệu Levi chúng ta sẽ có các thông tin như sau. Đầu tiên thì đây là mã F 184 nha, con này là size 40. Bụng chiếc này sẽ là 100 các bác ạ, bụng chiếc này là 100 nhé. Chiều dài chiếc này là 111, ống chiếc này sẽ là 22, đùi là 36 nhé. Đây con này cũng ngon nghẻ luôn, size 40. Size 40 nhé, con này size 40, màu con này cũng đẹp luôn. Size 40 này, Levi này. Size 40. Tiếp theo chúng ta cũng có một con nữa của size 40 này, có một con Levi cái dòng là 569. 569, con này là sẽ là size 38 fix cùng với X với size 32 nhé. Và với con này chúng ta sẽ có các thông tin như sau. Đây là mặt đằng trước nhé. Mặt đằng trước nhìn cũng rất là ngon nghẻ đúng không các bác? Và đặc biệt đó là chúng ta sale có 99k. Với con này chúng ta sẽ có các thông tin như sau. Đầu tiên thì đây là mã F 183. Con này là size 40 các bác ạ. Và bụng chiếc này sẽ là 100. Chiều dài chiếc này là 113, ống chiếc này sẽ là 26 và đùi chiếc này là 36. Nói chung là một con cũng siêu to khổng lồ, size 40. Đây là mặt đằng sau. Còn đây là mặt đằng trước nhé. Sản phẩm tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với con gì đây? Chúng ta lại tiếp tục đến với một cái mẫu khác của Wangler các bạn ạ. Quý bác quý anh chị thân mến, chúng ta sẽ lại tiếp tục đến một cái mẫu Wangler. Nói chung là mấy con Wangler các thứ này rất là nặng, rất là nặng. Mấy con jean Mỹ thông thường là rất là nặng luôn. Đây, Wangler nữa. Và với con này chúng ta sẽ có mặt trước đây. Con này size rất là to, phải cầm hai tay lên mới nhìn rõ được cái dáng được. Mặt trước đây. Còn đây là mặt sau nhé. Với chiếc này chúng ta sẽ có các thông tin như sau. Đầu tiên thì con này cũng là một chiếc quần size 40 nhé. Đây là mã F 182. Xin nhắc lại đây là mã F 182 các bác nhé. Con này sẽ là bụng là 102, ống sẽ là 24, đùi là 34 và chiều dài là 109. Chiều dài sẽ là 109 nhé. Bụng con này sẽ là bụng bố size 102 và ống con này sẽ là ống 24. Bụng là con này sẽ tương đương với size 40 nhé. Đây, Wangler. Tiếp theo nữa thì chúng ta lại cùng nhau đến với thêm một con nữa của Wangler đi. Hôm nay chúng ta sale hết mấy con size to, size nhỏ các thứ cho các bác. Hôm trước thì chúng ta dưới size 30 rồi, hôm nay chúng ta trên size 30 nhé. Với con tiếp theo thì cũng là một bé nhà Wangler nữa các bác ơi, một bé nhà Wangler đấy nhá. Nhiều anh chị, nhiều quý bác đang xem cái clip này thì thông cảm cho em Sành một chút. Đó là em Sành đặt hai cái máy like ở cạnh nhau. Chính vì thế nên là em Sành cứ phải đưa qua đưa lại, mọi người thông cảm một chút nhá. Wangler tiếp theo, một con Wangler nhá. Con này là mặt sau này, còn mặt trước đây. Con này nếu mà kiểu rằng là sale 99k thì cũng chấp nhận được. Nhưng mà nếu bác nào khó tính thì có một cái lỗ lủng ở đây, ở phần đầu gối. Các bác nào hơi khó tính hoặc là kiểu hơi quan ngại một chút về cái điều này thì chúng ta bỏ qua nhé. Còn Sành Đồ Si thấy đồ jean Mỹ mà 99k thì như này là quá là rẻ luôn rồi. Gần như là còn, thậm chí là còn không bằng giá nhập luôn cơ. Giá nhập tính sơ sương một kiện của nó về là chia đều ra là cũng phải khoảng trăm mấy rồi. Sành Đồ Si sale hết để đẩy đi cho chống kho hàng. Đây là mã F 181 nhé. Mã F 181 các bác ạ. Xin nhắc lại đây là mã F 181 nhé. Chúng ta sẽ có chiếc quần này, bụng sẽ là 98. Xin nhắc lại là bụng là 98, chiều dài là 107, ống là 21 và đùi là 31 nhé. Đây con này thuộc cái dòng Comfort này. Đây mặt trước và mặt sau này. Còn đây là mặt trước nhá. Và nói luôn là có sao nói vậy nhá, mặt trước là có một cái lỗ lủng luôn các bác ơi. Mặt trước có một lỗ lủng nhá, 99k. Chuyển khoản Sành Đồ Si sẽ đi hàng nhá. Sản phẩm tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với con gì đây? Sành Đồ Si cũng chưa biết con này là con gì. Chúng ta sẽ đến với một con Glossy. Bọn này là bọn Glossy này là bọn Hàn.
một con glossy. Con này thì sẽ là cái dòng chất mềm mại nhé. Và cái chỗ này là không phải bẩn đâu các bác ơi, là kiểu nó như vậy, kiểu nó phải như vậy. Cái màu của nó kiểu nó phải như thế. Mặt đằng sau đây, con này thì chất nó sẽ là mềm mại và có không co giãn, nó chỉ mềm mại thôi. Dòng chất comfort thì nó mềm mại. Đây là mặt sau nhé. Còn đây là mặt trước ạ. Với chiếc này chúng ta sẽ có đây là mã F180. Chiếc lại đây là mã F180 các bác nhé. Mã F180. Con này chúng ta bụng sẽ là 96, chiều dài là 102, ống chiếc này sẽ là 21 và đủ chiếc này là 33 nhé. Đây các bác xem thông tin con này size 38. Con này mà 99k thì mặc cũng được các bác ạ. Mặc cũng được, mặc chơi chơi, mặc cũng được ấy, chất con này khá là mềm. Con này bác nào xem lại like thì sẽ thấy rằng là cái màu của nó không màu của nó đẹp hơn ở trên cái like chúng ta một chút nhé. Đây, cái này chúng ta là đang quay bằng điện thoại, cái kia là quay bằng máy quay. Sản phẩm tiếp theo nào các bác ơi, sản phẩm tiếp theo thì chúng ta không chần chừ gì nữa, có luôn một con Uniquilogen. Uniquilogen bình thường nhà sạch đồ si hay là những cái cơ sở khác sẽ bán những cái sản phẩm Uniquilogen kiểu như này, mức giá là 250 hoặc 300 tùy từng chỗ. Thì mấy con này là cái dòng skinny, tức là phòng dáng ôm ấy. Thì với chiếc này chúng ta sẽ có các thông tin như sau. Đầu tiên thì chúng ta sẽ có chiếc quần này là size 38, mã F179 nhé. Mã F179, size 38, bụng sẽ là 96, chiều dài chiếc này sẽ là 95 các bác nhé. Ống sẽ là 16 và đùi sẽ là 26. Con này thì là cái dòng chất co giãn siêu tốt của Uniqlo. Giá 99k thì múc luôn chứ còn đợi gì nữa. Size 38 nhé. Bác nào hỏi là size 36 thì có mặc được không, khoảng 92 thì bon chen được các bác ạ. Đeo thêm cái dây nịt vào nữa là bon chen được. Chiếc lại đây là mã F179 nè, con này ngon tuyệt đối luôn. Nếu mà vừa với chiều dài 95 ạ. Sản phẩm tiếp theo rồi các bác ơi, chúng ta sẽ cùng nhau đến với một con của Nick này. Đến với con của Nick này. Đây đây, con này thì cái tag đằng sau là sẽ là có một cái tag. Cái tag này nói chung là nó cũng bay bay rồi. Các bác ạ, hiện trạng hiện tại là con này là tag bay bay rồi. Không phải là em sành làm bay như thế mà là mở kiện về nó bị như thế rồi nên là sơ bán mọi người. Đây cái tag bay bay rồi. Nhưng mà được những cái chi tiết nó khá là hay ho ở trên con quần này này. Đây thêm nữa, ở đây là có cái chỗ này là gần như một cục sắt luôn. Cái túi này thì hiện trạng là nó như thế này. Có sao thì sành đồ si sẽ báo các bác như vậy nhé. Còn đây là mặt trước của con X. Với con này chúng ta sẽ có các thông tin như sau. Đầu tiên đây là mã F178. Con quần này chúng ta bụng sẽ là 96 nhé, tương đương size 38. Đây phải cầm hai tay lên nó mới rõ form được. Và chiều dài sẽ là 102, ống là 19 và đùi là 33 nhé. Size 38, 37, 38 đều mặc được. Và chất con này sẽ là dòng chất mềm mại và co giãn rất là tốt. Đây là mã F178, sale đồng giá 99k, chuyển khoản sành đồ si đi hàng nhé. Và để mua hàng thì quý bác, quý anh chị chúng ta vui lòng liên hệ với nhà sành đồ si qua Zalo hoặc số điện thoại 0377073398 ạ. Sản phẩm tiếp theo là chúng ta sẽ cùng nhau đến với mã F177 này. Mã F177. Và với con hàng này thì chúng ta sẽ có các thông tin như sau. Đầu tiên thì đây là chúng ta sẽ đến với một chiếc jean của bọn X-Style. X-Style này, bọn này là Hàn Quốc này. Jean X-Style, bọn này là bọn Hàn Quốc. Và sẽ có các thông tin như sau các bác ơi. Đầu tiên thì con này sẽ là cái form kiểu form slim, slim fit, tức là kiểu form tương đối ôm. Đây là mã F177 với chiếc quần này size 3, bụng là 38, tương đương với là bụng sẽ là 96, tương đương size 38 nhé, bụng là 96, chiều dài là 90, ống là 17 và đùi là chiếc này sẽ là 26 nhé. Bác nào mà chúng ta cao dưới độ khoảng 1m64 mà chúng ta có cái bụng nó hơi bia một tí thì mặc con này nó sẽ rất là đẹp này và hợp lý. Một sản phẩm của Hàn Quốc. Sản phẩm tiếp theo là các bác ơi, chúng ta sẽ cùng nhau đến với một cái màu nó cũng dễ chịu. Màu này cũng dễ chịu. Và con này bán thì hơi tiếc với giá 99k thật, nhưng mà ngẫm đi ngẫm lại thì thôi, mất công đẩy thì chúng ta đẩy hết luôn. Con này của Edwin nhé, Edwin đây là của bọn Nhật này. Edwin này của bọn Nhật. Nó chỉ thua, thậm chí là nhiều khi còn thấy cái dáng của Edwin nó còn đẹp hơn với cả của Quang Lơ luôn. Nhưng mà thôi chúng ta cứ coi như nó là một thương hiệu của Nhật Bản và nó đứng sau Mỹ. Với chiếc này thì sạch đồ si không có gì chê. Nếu mà có một điều hơi buồn thì chỗ này nó hơi bay bay rồi, không rách.
chỉ là nó hơi ba bay thôi. Về các bác cắt cái phần tua rua này xong, mà nói thật là quần jean ấy thì nó càng rách càng bụi thì nó càng đẹp chứ ra. Con này đẹp quá. Đây là mã F176 nhá. Đây là một chiếc quần size 37, bụng sẽ là 96 các bác ạ. Bụng chiếc này sẽ là 96. Tiếc 94, bụng chiếc này sẽ là 94 nhé. Đây, bụng chiếc này sẽ là 94. Với chiếc này chúng ta sẽ có chiều dài là 107, ống là 20 và đùi là 30. Đó, chốt ngay con này luôn. 99k, không còn gì bằng. Sản phẩm tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau đến với 99k, có thể mua được thêm gì nữa. Ui, một con Uniqlo luôn. Con Uniqlo gần như là mới luôn. Gần như mới luôn các bác ạ. Những sản phẩm này thành đồ si sale 99k nhé. Sale 99k hết. Đây, con này thì thành đồ si nói thật luôn là con này mới, gần như là mới. Co giãn của con này cũng rất là tốt nhá. Con này, xin lỗi, con này không co giãn. Con này không phải form slim, nhưng mà con này đẹp quá. Con này mà kiểu như là không mua 99k bây giờ thì để đến lúc nào đó chúng ta mua lại với mức giá mà như bình thường ấy sẽ tương đối là đắt. Sản phẩm này chúng ta sẽ có mã F là 175 nhá. Chiếc này chúng ta có mã F là 175. Với chiếc quần này chúng ta sẽ có size 37, tương đương với bụng là 74. Chiều dài chiếc này sẽ là 113, ống là 21 và đùi chiếc này là 31 nhé. Con này là cái dáng thô, màu đen luôn các bác ạ, màu đen luôn. Mọi người thấy ở bên ngoài mới ra được cái dáng màu đen cơ. Và với giá 99k thì mã F175 là hợp lý với bác nào mặc size 37, bụng là 94. 92 thì đeo thêm dây nịt vào là được ạ. Sản phẩm tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng nhau chúng ta đến với một cái sản phẩm gần như là mới. Con này thì là của bọn Origin này thì là của bọn Nhật này. Với con này thì Sành Đồ Si nói luôn là cái chất vải của con này đầu tiên là mới. Và chất vải là cái chất co giãn. Đây, con này mới đúng không ạ? Và chất vải là cái chất co giãn. Với chiếc này chúng ta sẽ có một chiếc quần size 37, bụng của chiếc này sẽ là 94. Chiều dài chiếc này là 103, ống chiếc này sẽ là 19 và đùi chiếc này sẽ là 28. Con này gần như là rất là mới, độ co giãn cũng rất là tốt luôn. Đây, mới, co giãn tốt, size 37 các bác nhé. Tiếp theo thì mọi người có thể bỏ qua cái sản phẩm này cũng được. Nhưng mà em Sành nghĩ rằng là sale 99k thôi, đừng bỏ qua. Bỏ qua tiếc đi, bỏ qua tiếc đi. Với sản phẩm này thì Sành Đồ Si sẽ có các thông tin như sau. Đầu tiên là đây là một con của Edwin, một con hàng chính hãng của Edwin các bác ạ. Và với chiếc này chúng ta sẽ có mã F173. Với chiếc quần này bụng là 92, tương đương với size 36. Chiều dài chiếc này sẽ là 114. Xin nhắc lại là chiều dài chiếc này sẽ là 114. Nó khá là dài đấy, về có thể sửa được. Và đùi chiếc này sẽ là 32, bụng chiếc này là 92 nhá. Ống là 24. Đây, chân ống quần thì nó như này. Mà đầu si mà như thế này thì còn tính là rất là mới luôn. Con này là hàng của Edwin chính hãng luôn. Màu thì đẹp. Và đây là cái dáng thô nhá. Và không có cái độ co giãn. Không có cái độ co giãn của con này. Thô luôn, con này quá đẹp luôn. Chỉ nhắc lại là con này là size 36, bụng là 92. Và đây là mã F173 nhá. Các bác đặt hàng nhanh không kéo hết. Mấy con này thì phải chuyển khoản Sành Đồ Si mới đi hàng được ạ. Lúc ấy thì em Sành cũng đã nhắc lý do tại sao với những cái món hàng như này phải chuyển khoản. Thứ nhất là có rất nhiều người đặt cùng một chiếc. Và thứ hai là có nhiều bác là đặt đến và không nhận hàng. Đâm ra là nhiều khi với 99.000 xong rồi phải bỏ ra một khoản ship nó tương đối là lớn. Thậm chí là có bằng nửa một nửa cái số tiền hàng luôn. Nên là Sành Đồ Si phải nhận chuyển khoản trước. Chắc chắn là các bác nhận thì Sành Đồ Si mới gửi đơn. Sản phẩm tiếp theo nào mọi người, sản phẩm tiếp theo luôn. Với sản phẩm tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với một cái con này thì sẽ là một con của cây sĩ bộ này Hàn. Đó, người thấy chữ Hàn đấy ạ. Đấy, với sản phẩm này chúng ta sẽ có thứ nhất đó là có một cái độ cò giãn nó nhất định với con quần này. Cò giãn nói chung rồi không nói thể nói là tốt được, tốt thì so Uniqlo thì chưa tốt. Nhưng mà chắc chắn rằng là không bị rão nếu mà mọi người giặt máy giặt. Và con này đặc biệt còn rất là mới luôn. Mọi người nhìn trên clip là đã thấy nó mới rồi đúng không ạ? Chất mềm mại, cái dòng chất comfort nhá, mềm mại luôn. Và với sản phẩm này chúng ta sẽ có mã F172. Với chiếc quần này là size là 36, bụng là 92, bằng con lúc Edwin lúc nãy. Mua hai con cùng một lúc luôn thì càng tốt. Chiều dài là 101, ống sẽ là 20 và đùi là 29 nhé. Cái kiểu chất ống quần kiểu như này thì là nguyên jean nguyên la. Và cái mặt bên trong này mới là cái thứ mà Sành Đồ Si thích khỏe mọi người. Con này thì quá chất lượng luôn rồi. Đây là mã F172 nhé, đẹp lắm.
Nói chung jean thì Thành đầu tiên thấy là chỉ có jean Mỹ ấy, thì khi về Việt Nam thì nó mới hay bị hỏng nhiều thôi, chứ còn mấy cái dòng jean khác thì cũng đẹp lắm. Tiếp theo thì đến với một cái sản phẩm bán 99k cũng tiếc nè. Bang Bang Jean, Bang Bang Jean của Hàn Quốc đây các bác ơi. Bang Bang Jean Hàn Quốc nha. Con này thì mới, không còn gì để bàn. Rất là đẹp luôn. Mới, đẹp. Và với cái sản phẩm này thì chúng ta sẽ có các thông tin như sau. Với sản phẩm này có các thông tin như sau. Đầu tiên thì đây sẽ là mã F171. Đây, xin nhắc lại là mã F171 nhé. Một mã F171 các bác nha. Và với chiếc này chúng ta sẽ có một chiếc quần size 36, bụng là 92. Chiều dài chiếc này là 109, ống là 19 và đủ chiếc này là 30. Con này mặc bên trong thì nó có lót một cái lớp bông nhỏ như thế này. Đó, mịn, có một lớp bông mịn như này. Bên ngoài sẽ là cái chất jean. Và con này sẽ có cái độ co giãn nhất định và rất là tốt. Khi vứt vào máy giặt thì không bị rão nhá. Ngoài ra thì con quần này còn có một cái túi nhỏ. Bình thường là mấy cái dòng classic là sẽ có một cái túi như này đúng không ạ? Nhưng mà không, con này là kiểu dòng cải tiến. Chúng tôi dùng xích, đó, kiểu như vậy. Và rất là mới, rất là đẹp. Bang Bang Jean Hàn Quốc. Những sản phẩm mới của Bang Bang Jean thì nó có giá dao động khoảng 800 cho 900 nghìn nếu mà mua mới. Sản phẩm tiếp theo chúng ta cùng nhau đến với mã F170. Mã F170 thì con quần này Sành Đô Si thấy rằng là thứ nhất là con này nó cái dòng của nó nhẹ nhàng tình cảm lắm. Nó màu bò thật nhưng mà nó nhẹ nhàng tình cảm lắm. Lắc là các bác thấy. Và thứ hai, con này là một con của Element. Với cái dòng này thì ít gặp, con của Element. Và thêm nữa thì Sành Đô Si sẽ cho chúng ta thêm một vài cái thông tin để xem có vừa hay không nhé. Chứ còn con này Sành Đô Si thấy là nếu mà kiểu mọi người không thích mặc jean cho lắm thì chơi với con này cũng được, cũng đẹp mà. Với chiếc này chúng ta sẽ có cái dòng khóa là khóa IKK, khóa đồng IKK nhé, khóa đồng IKK. Đây là mã F170. Chiếc quần này chúng ta size là size 35. Bụng chiếc này sẽ là 90, chiều dài chiếc này là 98. Ống chiếc này sẽ là 23 và đùi chiếc này là 37, quý bác quý anh chị nhá. Đây, mặt đằng sau đây ạ, còn đây là mặt đằng trước nhá. Con này thì chia sẻ thẳng thắn ra là 99k thì con này rẻ. Sản phẩm tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau đến với những cái sản phẩm khác nữa. Con này thì Sành Đô Si xem của thương hiệu nào. Hàng về rất là nhiều nên là kiểu đôi khi có nhiều con mà mình không xem kỹ là không biết luôn. Con này là một con hàng của Hàn thôi. Hàng của Hàn thôi. Cũng không để ý thương hiệu gì. Cái gì không biết thì em Thành sẽ nói luôn là em không biết. Em sẽ tìm hiểu thêm. Với sản phẩm này thì chúng ta sẽ thấy là con này cũng còn rất là mới đúng không ạ? Còn rất là mới luôn. Đây là mã F. Đây là mã F169 nhé. Chiếc quần này chúng ta là size 35. Bụng chiếc này sẽ là 90 các bác ạ. Chiều dài chiếc này là 89 nhé. Ống chiếc này là 21 và đùi chiếc này là 32. Con này size 35 ạ. Và bác nào mà chúng ta cao dưới 1m63 thì mặc con này đẹp này. Cao mét dưới 1m64, 1m63 thì đẹp. Con này chiều dài có 98 rồi. Chiều dài 98 nhưng được cái rất là mới. Sản phẩm tiếp theo thì đây sẽ là một sản phẩm của S-Second, tức là 8mm. Dịch ra tiếng Việt là 8mm. Đây là thương hiệu của Hàn, thương hiệu của Nhật Bản nhé. Thương hiệu này các bác search ở trên mạng thì giá nó cũng tương đối là cao đấy. Tại vì cái hàng của nó sẽ sản xuất theo cái kiểu dạng là hàng limited. Tức là sao ạ? Tức là kiểu dạng là tức là có một cái đợt họ sản xuất đúng không? Và họ chỉ sản xuất mỗi cái đợt đấy thôi. Hết hàng, họ bán hết hàng là họ sẽ sang một cái sản phẩm mới, kiểu như vậy. Với con này thì Sành Đô Si thấy rằng là họ thiết kế ở cái này, ở hai cái đầu gối này, là cái này là họ thiết kế Yezin, là cái thương hiệu mà lần đầu tiên em Sành gặp luôn. Hàng thùng thì kiểu dạng là mình cũng kiểu mình làm lâu đi chăng nữa thì mình cũng chỉ là con nít ở trong này thôi. Tại vì có những rất nhiều món hàng mà kiểu cũng lần đầu tiên được cầm vào Yezin. Có thêm một cái tag ở bên này nữa. Con này thì Sành Đô Si nói luôn là cái đầu gối của con này nó trông như thế này. Đó, nó bị có một cái đường cắt ngang như thế này này. Đây, có một cái đường cắt ngang. Còn lại thì tất cả mọi thứ thì còn rất là mới. Có một cái đường cắt ngang ở đây. Với cái chiếc này chúng ta sẽ có mã F167 nhé. Con quần này sẽ là size 35, bụng là 90 nhé. Chiều dài chiếc này là 110, ống chiếc này là 20 và đùi chiếc này là 30 ạ. Đây, sản phẩm nó trông y như thế này các bác ơi. Trông y như thế này luôn. Đây là mã F167 của chúng ta nhé, size 35. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với một vài những cái sản phẩm tiếp theo đây.
vì cứ phải đi đi lại lại thì em Thành sẽ để lại đây luôn để chúng ta tiện cho review. Sản phẩm tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với một con của DR Denim. Đây trên này họ ghi DR Denim. Sản phẩm này Thành Lucy không biết là của nước nào sản xuất, nói chung là tương đối là khó. Tag ở bên dưới Thành Lucy sẽ để cho mọi người khám phá nhé. Với con này thì chúng ta sẽ có bụng là 90 tương đương size 35 nhé. Chiều dài là 104. Đùi chiếc này sẽ là 28 và ống chiếc này 16. Con này sẽ là kiểu form ôm nhé. Form ôm nhé. Bác nào kiểu thích form ôm thì con này sẽ là form ôm nhé. Màu cũng đẹp và con này cũng còn tương đối là mới như mọi người thấy trên clip. Đây là mã F 165. Tiếp theo thì cùng nhau đến với mã F 164 này. Mã F 164 của chúng ta đây. Và mã F 164 thì đây là một con quần của thương hiệu là Uniqlo, hay còn gọi là Uniqlo cho nó thuần Việt, chúng ta dễ nhận diện. Với con này thì Thành Lucy thấy nó khá là hay ở một vài những cái điểm sau. Đầu tiên là cái này là họ làm như này chứ không có set các bác ạ. Họ làm như này thôi chứ không có set. Và Thành Lucy thấy rằng là đây là một con quần mặc ở nhà, bình thường là dùng để mặc ở nhà. Chất mềm mại và đặc biệt độ mới của mấy con này rất là cao. Và còn các bác là không tin rằng là hàng của Uniqlo thì các bác về tự check cái mặt ở tem ở trong nhé. Đây là mã F 186 ở 64. Đây xin nhắc lại là mã F 164 với chiếc quần này là size 34 nhé. Bụng chiếc này sẽ là 88. Chiều dài chiếc này sẽ là 104. Ống chiếc này sẽ là 14 và đùi chiếc này là 29 ạ. Con này thì mặc ở nhà nhé. Uniqlo mặc ở nhà. Hàng còn rất là mới. Sản phẩm tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau đến với một con của Bang Bang Jean nữa này. Thêm một con của Bang Bang Jean nữa đây. Đây thương hiệu của Hàn. Đây Bang Bang Jean. Với sản phẩm này chúng ta sẽ thấy rằng là ui dồi, nó bị mài đầu gối mất rồi. Nó bị mài đầu gối mất rồi. Chúng ta sẽ có các thông tin như sau. Đây sẽ là mã F 163. Con này là bụng sẽ là size 34 nhá. Bụng là 88. Chiều dài chiếc này là 99. Ống chiếc này sẽ là 17 và đùi chiếc này là 28 các bác ạ. Đây con này sẽ trông như thế này. Đây là mặt đằng sau, còn đây là mặt đằng trước. Sản phẩm tiếp theo xem là chúng ta có một vài những con gì này. Đem ra đây để chúng ta cùng nhau xem là sẽ có một vài những cái sản phẩm gì tiếp theo đây. Ok. Sản phẩm tiếp theo chúng ta sẽ có mã F 162 các bác ạ. Mã F 162. Con này là của bọn Guaratest, này là bọn Nhật nhá. Guaratest. Thì cái chất của con này nó sẽ là cái dòng chất, nó là dòng chất co giãn. Dòng chất co giãn và form của con này sẽ là một con form tương đối là ôm. Với chiếc quần này chúng ta sẽ có một chiếc quần size 34, bụng là 88. Chiều dài chiếc này là 104, ống chiếc này là 16 và đùi chiếc này là 27 nhé. Con này form sẽ là form ôm này. Mặt đằng trước đây. Còn đây sẽ là mặt đằng sau ạ. Mặt đằng sau chiếc quần. Còn đây là mặt đằng trước nhé. Đây sẽ là mã F 162. Đây là size 34 ạ. 88 nhé. Sản phẩm tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với một cái sản phẩm khác nữa của một con Storage này. Con này thì màu cũng được, nói chung là cái màu này khá là lạ. Màu khá là lạ. Với sản phẩm này chúng ta sẽ có mã F 161 với chiếc quần này là size 34 nhé, bụng là 88. Chiều dài chiếc này là 93, ống chiếc này đó là 19 và đùi chiếc này sẽ là 26 nhé. Đây là mã F 1. Đây là mã F 161. Xin nhắc lại đây là mã F 161. Sản phẩm tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với mã F 162. Mã F 162 thì chúng ta sẽ có một con form skinny đây. Đây tag của nó đây. Tag nó đây. Và con này là chất mềm mại nhé các bác nhé. Chất mềm mại và không chỉ mềm mại đâu, mà nó còn có cái độ co giãn nó tương đối cao. Với sản phẩm này chúng ta sẽ có các thông tin như sau. Đầu tiên thì đây là mã F 160. Con quần này là size 34 nhé. Bụng size 88. Chiều dài chiếc này là 106. Ống là ống 15 và đùi chiếc này sẽ là 24 nhé. Con này là màu kiểu màu xám cho. Đây mặt trước này. Mặt sau con này là kiểu dạng là form skinny, tức là form ôm nhé. Sản phẩm tiếp theo thì chúng ta sẽ có một vài những cái sản phẩm khác nữa của một vài những thương hiệu mong rằng là sẽ là thương hiệu lạ để chúng ta cùng nhau bàn luận. Tiếp theo là có một con của Uniqlo đây ạ. Đây một con hàng của Uniqlo đây. Với con này của Uniqlo thì Thành Lucy cũng thấy rằng là cái form họ lựa chọn là cái form ôm. Và cái dòng chất thì sẽ là dòng chất co giãn.
co giãn và chất mềm mại. Với chiếc này chúng ta sẽ có mã F159 với chiếc quần này, đó là size 34 nhé, bụng là 8890. Chiều dài chiếc này sẽ là 113, ống là 17 và đùi chiếc này sẽ là 27. Tức là chiều dài 117 nó khá là dài. Các bác nếu mà cắt cao lên thì sẽ rộng ống ra thêm một tí, ví dụ như là ống về lên 18 chẳng hạn. Đó, thì con này của Uniqlo. Đây sẽ là mã F159 nhé. Tiếp tục chúng ta đến với mã F160 này. Mã F160 158, chúng ta đang đi lùi mà, xin lỗi mọi người. Mã F158 nhé, là một chiếc quần nước của thương hiệu Levi này. Con này là size con này là size 34 nhé. Còn Levi, còn rất là đẹp luôn. Với sản phẩm này thì chúng ta sẽ có các thông tin như sau. Đầu tiên thì bụng là 88, chiều dài chiếc này là 89. Chiều dài chiếc này là 89 ạ. Đùi chiếc này sẽ là 34 và ống là 2. Đùi chiếc này là 32 và ống sẽ là 24 nhé. Đây, một con của thương hiệu Levi. Con này thì bác nào kiểu vừa bụng 88 và chúng ta cao dưới 1m, chúng ta cao dưới tầm 1m63-64 thì có thể mặc ok con này. Con này cũng hơi ngắn một tí. Đây là một chiếc quần của thương hiệu Levi nhé. Đây, size 34. Sản phẩm tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với xem con này. Chúng ta sẽ cùng nhau đến với chiếc quần này. Con này thì là một con của NDK, một con của thương hiệu NDK các bác ạ. Và với chiếc này thì Sành Đồ Thị thấy cái màu mọi người thấy trên này là cái màu nguyên bản nó nhé, không phải bẩn đâu. Cái màu trên này là màu nguyên bản của nó đấy ạ. Và với chiếc này thì chúng ta sẽ có các thông tin như sau. Đầu tiên là chất con này chất mềm mại và co giãn tốt. Và thứ hai nữa, đây là một chiếc quần size 34, mã F157. Bụng con này sẽ là 88, chiều dài chiếc này sẽ là 101, ống chiếc này sẽ là 18, đùi sẽ là 28 các bác nhé. Một con rất là đẹp, màu cũng cực kỳ là kiểu dạng là đặc sắc luôn. Đây, nó trông như thế này, và cũng mới đúng không ạ? Sản phẩm tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với đó là một con quần khác nữa của Bang Bang Jean. Thêm một con khác nữa của Bang Bang Jean đây. Bang Bang Jean này là thương hiệu của Hàn Quốc nhé. Bang Bang Jean đây các bác ơi. Đấy, Bang Bang. Còn đằng trước thì cũng có logo Bang Bang Jean đây. Với con này thì Thành Đô Si sẽ cho thông tin cho mọi người luôn. Đây là mã F155. Con quần này là size 33 nhé, bụng là 86 này. Chiều dài chiếc này 109 này, ống là 17 và đùi chiếc này là 28 nhé. Đây, hiện trạng này nó giống ở trên clip này các bác ơi. Hiện trạng con này giống trên clip này. Đấy, hiện trạng thì giống y trên clip luôn. Đó. Đây, những chi tiết thì giống y trên clip luôn. Bang Bang Jean. Và hôm nay chúng ta là sale 99k nhé. Chuyển khoản thì Sành Đồ Si sẽ đi hàng ạ. Ở sản phẩm tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với một con của Gu này. Một con của thương Gu các bác ạ. Gu thì cũng na ná giống Uniqlo thôi. Thông thường thì hai thương hiệu na ná giống nhau. Con này thì Sành Đồ Si chia sẻ luôn mọi người là con này là một con quần được mài ở một vài những cái chỗ như này. Đầu tiên là bên phải, đùi phải, thứ hai là gối trái. Thứ hai là gối phải và thứ nhất là đùi trái và thứ hai là gối phải nhé. Với con này thì Sành Đồ Si thấy rằng là cái dòng chất của con này đó là dòng chất co giãn tốt. Chúng ta sẽ thấy rằng là đây là mã F154. Con quần này chúng ta sẽ là size 33 nhé, bụng là 86. Chiều dài của chiếc này sẽ là 108 và ống chiếc này sẽ là ống 17, đùi là 26 các bác nhé. Đây một con quần Sành Đồ Si thấy rằng là con này, riêng con này thì nguyên jean nguyên lai dưới luôn, chưa lên lai luôn. Và chất con này sẽ là dòng chất co giãn tốt nhé, của con hàng của Gu Jean ạ. Đây thương hiệu của Nhật Bản nhé. Cũng na ná gần giống Uniqlo á. Ok, sản phẩm tiếp theo này các bác ơi. Sản phẩm tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với một cái sản phẩm jean khác nữa. Con này thì em Thành xem à, con này thì táp, toàn đấy táp chữ Hàn thôi. Ok, chúng ta đến luôn với con này. Đầu tiên thì Thành Đồ Si giới thiệu con này, đây là mã F153 nhé. Con này là bụng sẽ là 86, tương đương với size 33. Chiều dài chiếc này sẽ là 93 nhé, ống là 19 và đùi là 28 ạ. Đây, con này thì nói chung là mới. Dòng chất thì là cái dòng chất không co giãn nhưng mà được cái là mềm mại. Đó, hiện trạng con này thì nó được như trên clip, khá là mới đấy. Sản phẩm tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với một con của con này cũng toàn thấy chữ Hàn thôi chứ còn chả ghi thấy thương hiệu gì, toàn thấy chữ Hàn thôi. Chắc chắn con này là sản xuất gia công tại Hàn Quốc.
Với chiếc này chúng ta sẽ có mã F151 này. Con quần này bụng là 82 các bác nhé. Bụng 82 tương đương với size 31 ạ. Chiều dài chiếc này sẽ là 99 này. Ống chiếc này sẽ là 16. Đùi chiếc này là 27 nhé. Con này hiện dạng là nó đang được giấm như ở trên clip này. Mấy cái xước này là cái mấy cái xước tạo kiểu họ mài nhé. Họ mài để tạo kiểu nhé. Đây, con này bụng sẽ là 82, tương đương với size 31. Bình thường bác nào mặc size 31 thì chốt con này nhé. Mã F151. Tiếp theo chúng ta đến với mã F150 này. Mã F150 chúng ta sẽ có một con của Hầu Lắc này. Một con của Hầu Lắc. Và con này thì cũng là cái kiểu dạng là dòng, cái kiểu dạng họ làm kiểu chân ống quần nó như này. Theo kiểu dạng là ố rồ ôi luôn, không phải rách. Và chân ống quần họ làm theo kiểu dạng ố rồ ôi kiểu như này đấy. Và đây sẽ là mã F150 nhé. Bụng là 82, size 31, chiều dài là 90, ống là 18 và đùi chiếc này sẽ là 21 nhé. Đùi chiếc này sẽ là 24 nhé. Đây, con này nó trông giống như này. Đây là mã F150. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với mã F149 này. Mã F149 chúng ta thì lại đến với một con của Relation này. Có một con Relation hình như bọn này bọn Hàn thì phải. Với con này chúng ta sẽ có các thông tin như sau nhé. Đây là mã F149, size 31, bụng 82, chiều dài là 110, ống là 19 và đùi là 28 ạ. Đây, con này hiện trạng thì nó giống như trên clip. Nói chung là cũng thầy cũng xin đánh giá là mới. Và chất con này thì co giãn một chút thôi. Chất con này sẽ co giãn một chút, đồng thời là cái chất vải con này nó mềm mại. Nó mềm mại các bác nhé. Đây, con quần rất là ok luôn đấy. Đây là mã F149. Chúng ta sẽ bê một tấm này ra để chúng ta tiếp tục chúng ta lên clip luôn này. Sài Gòn Si đang muốn lên hết số này cho mọi người luôn. Sản phẩm tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với mã F148 nhé. Mã F148 của chúng ta thì sẽ là một con ở hàng, nó có cái cúc khá là hay. Con này thì của bọn Giordano này. Giordano thì các bác nào mà mua quần kaki nhiều thì biết rồi đúng không ạ? Giordano. Thông thường Giordano họ tập trung nhiều hơn vào quần kaki chứ không phải quần jean đâu. Đây là một mặt hàng mà xem gì thấy nó khá là hài học. Thay từ cái cúc quần này, cúc họ làm rất là xịn luôn. Với sản phẩm này Thành Lucy đánh giá là mới, chất vải mềm mại và không co giãn. Đây sẽ là mã F148, size 31 ạ. Bụng chiếc này sẽ là 82, chiều dài là 107, ống chiếc này là ống 19 và đùi chiếc này là 26 nhé. Thông số quá đẹp cho bác nào bình thường mặc size 31 rồi. Cũng rất là mới luôn, siêu 99k hết rồi. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có thêm một con nữa. Con này thì chỉ sẽ là kiểu dạng chỉ nổ, kiểu giống như vậy. Chỉ nổ giống như này. Đây sẽ là mã F147 nhé. Con này là bụng là 82 này. Bụng con này sẽ là 82 các bác nhé. Con này thì xanh đồ si nhìn đi nhìn lại thì thấy nó giống form nữ. Hơi giống form nữ, nhưng mà được cái nó mới, form slim. Đây sẽ là mã F147 nhé. Con này sẽ là size 31, bụng là 82, chiều dài là 108, ống sẽ là 14 và đùi sẽ là 24 các bác nhé. Nó sẽ là trông giống như thế này. Có vẻ là con này mới tinh nhưng mà hơi giống form nữ. Để các bác cân nhắc mua nhé. Nhưng mà 99k thì mấy con này là được lắm rồi. Bụng sẽ là 82 nhé. Sản phẩm tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với một con của Original, bộ Jambe này. Đây, nó sẽ như này. Với sản phẩm này thì Sành Đồ Si sẽ cho các thông tin luôn. Đầu tiên thì chúng ta sẽ có, đây là mã F146. Đây sẽ là mã F146 các bác nhé. Mã F146, bụng sẽ là 82, size 31 ạ. Chiều dài chiếc này là 97, ống chiếc này sẽ là 17 và đùi chiếc này sẽ là 28 nhé. Đây, con này trông hiện trạng thì nó giống như này. Và ở dưới chân quần họ sẽ làm theo kiểu tua rua như này. Bác nào thích kiểu gọn gàng thì về tự lên nhé. Mấy sản phẩm này thì Sành Đồ Si cứ để nguyên bản. Tại vì cái bọn dumbbell này bọn nó thiết kế ra kiểu như vậy. Đó, nó sẽ trông như này các bác ạ. Và với chiếc này thì Sành Đồ Si nói luôn là ở đằng sau thì nó dính một chút sơn như kiểu mọi người thấy không? Dính một chút sơn. Nhưng mà quần jean thì không ảnh hưởng lắm. Đây là mã F146 nhé, size 31, bụng là 82. Sản phẩm tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau đến với một cái sản phẩm khác của thương hiệu Top 10 này. Thương hiệu Top 10 các bác ơi, Top 10 đây, Top 10. Với con này thì chúng ta sẽ có mã F145, size 31, bụng 82,
chiều dài 95, ống 17 và đùi là 26. Tiếp theo thì cũng là thương hiệu nổi bật rồi, nên là chúng ta sẽ đi qua thôi, nhìn xem mà có ưng hay không rồi để đến những sản phẩm khác nữa. Ok, và tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng nhau đến mua con của Gimania. Con này thì thứ nhất đó là thủng khá là nhiều, cái kiểu dạng nó như vậy, trẻ trung, trẻ trâu. Và chúng ta sẽ có đây là mã F144, size 32, bụng 84, chiều dài 95, ống 17 và đùi chiếc này sẽ là 29. Đó, một con tương đối là te thua theo cái kiểu của riêng nó. Mấy con này bị mài chứ không phải là kiểu đi làm gì xong bị rách đâu các bác nhé. Là mài nó kiểu như vậy. Size 32. Sản phẩm tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau đến với một chiếc khác đây. Con này là của bộ Autofit này. Đây, OZ. Với con này thì chúng ta sẽ có các thông tin như sau. Đầu tiên thì đây là mã F142. Con này là size 31 nhé, bụng là 82. Chiều dài chiếc này là 95, ống chiếc này là 14 và đùi chiếc này sẽ là 25 nhé. Đó, nó hiện trạng trông như thế này. Hiện trạng con này nó trông như thế này. 99k, size con này sẽ là size 31. Sản phẩm tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với con mã F141 này. Đây là mã F141 này. Con này là của một con Comfort Basic rồi. Con Comfort Basic, chất con này sẽ là mềm mại và cái dòng chất sẽ là cái dòng chất co giãn một chút nhé. Đây, nó hiện trạng là trông như thế này, ống suông. Đây sẽ là một chiếc quần bụng là 84, tương đương với size 32, mã F141. Và chiều dài sẽ là 93, ống sẽ là 19, đùi sẽ là 29 nhé. Con này thì ở dưới chân ống quần thì nó có bị mài một chút ở đây rồi. Một chút ở đây. Đây là mã F141. Ok, chúng ta sẽ đến với mã F139 này. Mã F139 của chúng ta thì sẽ là một chiếc quần no brand đến từ Hàn Quốc không. Với con này thì Sành Lucy thấy rằng là kiểu nó hiện trạng nó trông như thế này. Và với chiếc này chúng ta sẽ có các thông tin như sau. Đây là mã F139, size 32, bụng là 84. Chiều dài chiếc này sẽ là 92, ống sẽ là 20 và đùi chiếc này là 23 nhé. Nó sẽ trông như thế này. Tiếp tục thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với một con của Levi đây. Đây, cái dòng 550 ống suông thì có con này của Levi đây. Bác nào ui mà con này te thua quá. Con này phải kiểu bác nào trẻ trung thì mặc nó mới đẹp được. Con này thì hơi te thua, nhưng mà được cái là nó mới. Và đây là một con của dòng 550. Với con này chúng ta sẽ có các thông tin như sau các bác. Con này thì nếu mà bác nào thích cái dòng te thua thì con này quá đẹp luôn. Đây, con này rất là đẹp luôn đấy. Đây là một chiếc quần size 34 nhé. Với chiếc này chúng ta sẽ có mã F156 nhé. Quần này sẽ là size 33, bụng sẽ là 86. Xin nhắc lại là size 33 nhé, bụng sẽ là 86 này. Bụng sẽ là 86 nhé. Chiều dài chiếc này sẽ là 120, ống là 21 và đùi là 31 ạ. Đây, con này nó sẽ trông như thế này. Đây là mặt đằng trước này. Đây là tua rua hết luôn. Đây là mặt đằng sau. Sản phẩm tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với một vài những cái sản phẩm khác nữa trong cái clip ngày hôm nay. Ui. Sản phẩm tiếp theo chúng ta sẽ đến với mã F126 nhé. Con này là cái dòng là Levi 527. Con này là size 30 này, Levi 527, con này là size 30. Với con này thì chúng ta sẽ có mã F126, bụng sẽ là 80, size 30 nhé, chiều dài 103, ống sẽ là 23 và đùi chiếc này là 28. Con này nói thật luôn là con này bị dính sơn. Mấy cái đồ jean Mỹ về rất là hay bị dính sơn. Nên là kiểu gần như là chơi jean Mỹ thì rất hay bị lỗ. Với người bán thông thường là như vậy. Với người bán thì ví dụ như em Sành thì bán jean Mỹ rất là lỗ, tại vì nó hay bị dính sơn. Đây, con này trông như thế này, size 30 nhé. Tiếp theo thì có một con ly cho các bác này. Con này con ly, nhưng mà con này nó bị hơi lủng, buồn. Buồn chỗ nó bị cũng bị hơi lủng ấy. Jean Mỹ rất là hay bị dính cái kiểu dạng hơi lủng ấy nhá. Mặc dù nó rất là đẹp và rất là bền, nhưng mà nó cứ bị dính cái kiểu hơi lủng như thế này.
bản thân Sài Gòn City là một người bán thì cũng không bao giờ muốn những cái chuyện này xảy ra, tại vì Lục thì còn bán cho ai được nữa, phải buộc phải bán Tống bán Tháo đi với cái giá thấp nhất để hoàn vốn thôi, chứ còn không có ý định là thu. Đây là mã F166 các bác nhé, mã F166 nhé. Con này sẽ là size 35, bụng sẽ là 90, chiều dài chiếc này là 98, đùi là 32 và ống sẽ là 19 nhé. Con này hiện trạng trông như này, con này là của Ly. Ly, bác nào kiểu vừa size thì chốt cũng được, chốt chờ chờ cái được. Nhưng mà nói thật luôn là con này nó bị lủng, một cái lỗ. Sản phẩm tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với một con của bọn Bon Jean đây. Bộ Bon Jean đây. Đây con này nó sẽ kiểu như thế này. Đó, nhìn nó khá là nghịch ngợm. Với con này thì Sài Gòn City sẽ cho các thông tin như sau. Đây là một con Bon Jean và đây sẽ là size 31 nhé, mã F137. Đây sẽ là bụng sẽ là 82, chiều dài chiếc này là 107, ống chiếc này sẽ là 21 và đùi chiếc này sẽ là 328 nhé. Đây chân ống quần của nó hiện trạng là được như thế này. Đó. Hàng hóa có sao em Sành chia sẻ đúng y như vậy luôn. Bác nào chốt được thì liên hệ với Sành Đồ Xì, chốt đơn qua Zalo hoặc số điện thoại 0337707398 ạ. Sản phẩm tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau đến thêm với một con của Levi nữa, dòng Levi 527. Dòng Levi 527. Với cái dòng Levi 527 này, con này buồn nhất là tự dưng nó bị lủng một cái lỗ ở đây. Thề, đồ di Mỹ rất hay bị này, nó bị lủng một cái lỗ đây. Và chất con này sẽ là cái chất mềm mại nhé. Bác nào cảm giác kiểu xử lý được con này thì 99k là hợp lý đấy ạ. Quá hợp lý luôn. Đây sẽ là mã F136. Con này là bụng là 82 các bác nhé, size 31, chiều dài 104, ống sẽ là 20 và đùi sẽ là 28 ạ. Đây, con này buồn cái chỗ nó bị lủng cái chỗ này, chứ còn con này mới lắm, mới và đẹp, chất cũng rất là đẹp luôn. Tiếp theo thì chúng ta cùng nhau đến với một con của bọn Gencha Jean tại một em Hàn Quốc nữa đây. Mà con này thì nó trông như thế này, Gencha mặt đằng trước đây ạ, còn đây là mặt đằng sau. Đây sẽ là mã F135. Con cuộn này chúng ta sẽ là size 31 nhé, bụng sẽ là 82, đùi chiếc này sẽ là 26, chiều dài chiếc này là 105, ống sẽ là 17 ạ. Đây nó sẽ trông như thế này, nó sẽ trông như thế này các bác nhé. Con này là size 31 ạ. Sản phẩm tiếp theo thì có một con Levi dòng 550. Một con Levi dòng 550, nhưng mà con này kiểu như là nó, họ cố tình họ làm như này sao các bác ạ, hay là như thế nào mà tự dưng thấy nó làm mấy cái này nó khá là đều. Con này thì Sành Đồ Xì nói luôn là con này mới, rất là mới. Có một vấn đề duy nhất là họ làm như thế này, làm mấy cái kiểu nó cao kiểu như này, không biết là các bác có thích hay không, chứ còn con này rất là mới. Con này thì sẽ là cái dòng Levi 550 nhé, 550 Levi dòng 550 này. Đây là mã F134, con này là size 31, bụng là 82, chiều dài 110 nhé, ống là 20 ạ. Con này thì mới, mỗi tội là nó bị kiểu cao, không biết là mọi người có ưng không. Ok, chúng ta tiếp tục sẽ đến với thêm một con nữa. Con này là rách te tua luôn. Ủa, con này rách te tua luôn. Size 31, bụng 82, mã F133. Chiều dài 99 nhá, ống là 16 và đùi chiếc này sẽ là 26. Trái những cái sản phẩm về jean rồi, chúng ta sẽ lại tiếp tục chúng ta sale thêm cũng 99k với một vài những cái sản phẩm khác. Linh cho anh. Đấy không? À, từ các bác ơi, jean chúng ta vẫn còn thêm một vài cái sản phẩm đây, chúng ta lên nốt cho mọi người nhé. Đây, con này là size 32 đây, con này size 32 đây. Một con, đây một con size 32 nữa. Thì sẽ có một con như thế này. Con này là mã F152, size là 32, bụng sẽ là 84, chiều dài 105, ống là 14 và đùi sẽ là 25 nhé. Tiếp tục, chúng ta lên nốt này. Con này là của Edwin này, con này em Sành bốc, em Sành biết mà. Con này là hàng của Edwin. Con này hàng của Edwin nhé. Đây, nó bị bong cái tác thôi, chứ con này chất lượng rất là tốt. Đây một con hàng của Edwin, con này là form bucky này. Chất mềm mại và có một cái độ co giãn nhất định. Với con này thì đây sẽ là mã F77. Con này thì bụng bình thường sẽ là từ 82 cho đến 92. Bác nào mặc size 30, 31, 32, 33 thì mặc ok. Chiều dài là 103, ống là ống 17 và đùi chiếc này sẽ là 31 nhé. Đó, bác nào kiểu
thích cái kiểu dạng là trên to và ống nó thun thun lại thì chọn cái form PUBG kiểu như này. Đây là mã F 107, mã F 77 nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ xem lốp này. Chúng ta có một con nữa, con này là hàng của Uniqlo. Đây, con này hàng của Uniqlo đây. Con này là hàng của Uniqlo các bác ạ. Đây, hàng Uniqlo này. Với con này chúng ta sẽ có các thông tin như sau. Đầu tiên thì đây sẽ là mã F 220. Con này bụng size 81, 82 cho đến 98 này, gần như ai cũng mặc được con này. Bác nào bình thường mà mặc size 30, 31, 32, 33, 34 thì có thể mặc ok con này nhé. Chiều dài chiếc là 93, bác nào cao dưới 1m64 sẽ mặc ok. Ống chiếc này sẽ là ống 17 ạ, đùi sẽ là 29. Với riêng con này thì là hàng Uniqlo chuẩn chính hãng luôn nhé, còn rất là mới luôn. Đây, con này mặc chơi ở nhà thì nó hay quá rồi. Đây là mã F 220. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có thêm một cái sản phẩm khác nữa, là cái sản phẩm này đây các bác ơi. Con này là của bọn đây con này là của bọn Diesel này. Diesel này thì bọn này là bọn chuyên làm cái đồ nó ngon luôn rồi. Với cái thương hiệu này chúng ta sẽ có thấy rằng là cái con quần này nó ok thật sự luôn đấy. Thứ nhất là về cái tông màu, và thứ hai là về cái thương hiệu Diesel này, nó làm đồ rất là ok. Đây là mã F 138, con quần này sẽ là bụng là 84 nhé, tương đương với size 32, chiều dài là 98, ống là 19 và đùi chiếc này là sẽ là 24 nhé. Con này xem có co giãn không này. Con này co giãn một chút nhé, tạo cái sự thoải mái cho mọi người, co giãn một chút. Và màu con này cũng rất là đẹp luôn. Cái màu nguyên bản của nó là như thế này ạ. Ở bên ngoài thì bác nào đang xem live thì có thể thấy cái màu hơi tối, nhưng mà cửa bác nào mà xem lại clip sẽ thấy là cái màu ấy cũng đẹp và tương đối sáng sủa nhé. Đây, con này thì dòng khóa họ lựa chọn thì họ sẽ không lựa chọn khóa, mà họ làm dòng cúc theo kiểu dạng cơ bản ở những cái thập niên khoảng 70-80. Đâu giờ Linh nhỉ, còn cái đồ gì xê cũng nhỉ. Tóc bên trái ấy, cái áo từ áo polo đấy. Từ áo polo à? Áo polo cuối cùng à? Dạ vâng. Cái dạy áo polo ấy. Dạy áo polo gì? Cái gì chuyển ra cho anh thay luôn. Tên mã chưa? Chưa lên mã mà. Thế anh đọc đến cái nào thì lên mã luôn cho anh. Đây, lấy cho anh cái ghế, lấy cho anh cái ghế. Các bác đợi em một chút nhé. Đang rất là nhiều hàng. Anh cứ đọc từ mã L1, L2 nhé. Các bác ơi, chúng ta sẽ lại đi 99K tiếp nhá. Polo 99K tiếp nhá. Đầu tiên là chúng ta sẽ đến với mã L1 nhá. Đến mã L1 các bác ơi, con này là của Kappa. Con này thì nói chung là nhìn qua hiện trạng thì ở đằng trước này nó có bị đoạn rút chỉ đây. Đó, nó bị đoạn rút chỉ ở đằng mặt đằng trước đây. Đây nhá, có bị đoạn rút chỉ đằng trước thôi. Còn lại là con này rất là ngon của thương hiệu Kappa. Đây sẽ là mã L1, size L, chiều dài 71, ngang 52, vai là 45, 70kg, mặc ok. 99K, L1. Tiếp theo một con của Polo by Ralph Lauren. Con này thì là mã L2. Con này là size L, chiều dài chiếc này tà trước là 72, tà sau là 77, bề ngang 50 và vai chiếc này là 44. Bác nào chúng ta trong khoảng là 65 cho 70kg sẽ mặc ok con này nhé. 99K, mã L2. Đây, mã L2. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có một con của Izod của bọn Semi này. Con này thì không phải của Lacoste, của Semi. Với con này thì chúng ta sẽ có các thông tin như sau. Đây sẽ là mã L3, với chiếc này là size SO, chiều dài 61, ngang là 47 và vai là 41. Con này khoảng 60 cho 65kg sẽ mặc được. Và con này thì hơi buồn, đằng sau là nó có một cái vết ố như thế này. 99K. Sản phẩm tiếp theo chúng ta sẽ đến với mã L4. Mã L4 của chúng ta thì đây là sẽ là một con của Nhật Bản. Đây sẽ là một con của Kurashi Model này. Kurashi. Thứ nhất là cái chất này nó sẽ kiểu nó mềm mại và thấm hút mồ hôi tốt đấy. Và tông màu này cũng khá là đẹp. Với sản phẩm này chúng ta sẽ có, đây là mã T4. Con này là size mã L4, con này là size SO. Chiều dài là 64, ngang là 50 và vai là 45.
Con này là sẽ là có giá là 99k và chúng ta sẽ và con này thì khoảng 60 cho đến 65kg sẽ mặc vừa nhé. Sản phẩm tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với một con mã L5. Con này thì nói chung là con này thì sẽ tặng cho bác nào thích. Con này thì bị thủng mất lưng rồi, tặng cho bác nào thích. Con này của bộ Original Work này. Và đây sẽ là mã L5 nhé. Con này size M, chiều dài 70, ngang 49 và vai là 43. Khi các bác nhắn thì các bác bảo rằng là đây là mã tặng nhé. Nhớ bảo với bên nhà Sành Đồ Si khi chốt đơn là anh lấy mã tặng, đó là mã L5. Đó, thì Sành Đồ Si tặng cái mã này. Tiếp theo thì Sành Đồ Si sẽ cho mọi người thêm một cái sản phẩm nữa là của bọn Line Scott này. Line Scott thì cái mã này Sành Đồ Si cũng tặng thôi. Nó 99k thì tự dưng nó lủng một cái lỗ đây, Sành Đồ Si sẽ tặng cho mọi người nhé. Với con này thì của Line Scott sẽ là hình đại bàng đây. Con này cũng mã tặng luôn. Và cái lỗ này kiểu mọi người nếu mà mọi người tỉ mỉ về, mọi người chỉ cần một cái đường khâu nhỏ thôi, nối chỉ thôi, thì nó sẽ kiểu con này sẽ rất là ngon đấy, thấm hút mồ hôi tốt. Và đặc biệt hàng Line Scott lúc nào cũng chất lượng luôn, từ cổ áo này. Và với sản phẩm này chúng ta sẽ đến mã L6 nhé. Con này size M, chiều dài là 68, ngang 51 và vai là 48 nhé. L6 ạ. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với thêm một con của Uniqlo nữa. Ủa em ơi, mấy con này bị thủng hết rồi. Con nào bị thủng thì một là tặng, hai là cứ bỏ ra xong rồi kiểu dạng mình đi làm từ thiện. Tiếp theo là có một con của George Martha này. Nói chung là con này thì nó sẽ giống như này, không có ở túi áo gì hết luôn nhé. Với chiếc này thì chúng ta sẽ có mã L8. Con này là size L-O, chiều dài là 67, ngang sẽ là 56 và vai là 48. Và với cái sản phẩm này thì Sành Đồ Si sẽ tư vấn rằng là vừa bác nào chúng ta khoảng 70kg sẽ mặc vừa con áo này, 99k, 70kg nhé. Sản phẩm tiếp theo thì chúng ta sẽ có một cái sản phẩm của Yonex đây. Con này của Yonex đây, bác nào chơi cầu lông bóng bàn thì con này đẹp quá rồi, chất thể thao nhé. Với sản phẩm này chúng ta sẽ có mã L9 các bác ạ. Con này sẽ là mã L9 và đây sẽ là một chiếc áo size L, tức là size 100 nhé. Chiều dài là 67, ngang 51 và vai là 43. Thì quý bác quý anh chị nào chúng ta trong cái khoảng cân nặng đó là khoảng 65 cho đến khoảng 70kg thì có thể mặc ok con áo này. Đây, một con áo rất là đẹp của thương hiệu Yonex. Đây sẽ là mã L9 nhé. Tiếp theo thì chúng ta đến với cái dòng có nai thì phải có hiêu. Đấy, chú Ngọc hay nói trêu thế. Thì đây là một cái dòng của AB, tức là kiểu Abercrombie & Fitch này, New York này. Cái thương hiệu này cũng mọi người vào Vimcom sẽ thấy rất là đắt và Sành Đồ Si sẽ sale cho mọi người ngon nghẻ luôn. Với sản phẩm này chúng ta sẽ có các thông tin như sau. Đây là mã L10 ạ. Mã L10, con này sẽ là một chiếc áo mà size con này sẽ là size L nhé. Chiều dài tà trước là 63, tà sau là 6 ạ. Tà trước là 73, tà sau là 76. Bề ngang chiếc này sẽ là 53 và vai chiếc này là 46,5, tính là 47 thì cho tròn này. Con này thì bác nào khoảng 70kg mặc ôm, cái tay này phải mặc ôm. Cái chất của bọn hiêu này thì nó rất là đẹp luôn. Chất này kiểu mọi người cầm vào tay sẽ thấy kiểu nặng tay mà nó ôm vào người mình ấy, nó thoải mái. Và nó sẽ kiểu có một cái độ co giãn nhất định, kiểu dạng là cái chất thun ấy. Đấy, co giãn nhất định kiểu như này. Và cụm áo của họ cũng rất là đẹp. Đây sẽ là mã L10 nhé. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với mã L11. Mã L11 thì con áo này của bọn Villano này. Thứ nhất là Sành Đồ Si cho mọi người quan sát kỹ. Con này màu rất là đẹp luôn. Đây mặt đằng sau, thể thao trẻ trung luôn ạ. Với cái con này chúng ta sẽ có các thông tin như sau nhé. Đầu tiên thì đây sẽ là mã L11 với chiếc áo này size XL, chiều dài là 72, ngang sẽ là 56 và vai sẽ là 46 nhé. Con áo này thì quý bác quý anh chị nào chúng ta trong cái khoảng cân nặng đó là chúng ta khoảng 70 cho đến 75kg thì có thể mặc ok và rất là đẹp với cái sản phẩm này. Đây, bác nào chúng ta lớn tuổi, trung tuổi thì mặc con này cực kỳ đẹp nhé. Sản phẩm tiếp theo thì chúng ta sẽ có em này. Sản phẩm tiếp theo thì chúng ta sẽ có một cái con khác nữa, con này của thương hiệu New Balance nhé. Đây có con khác nữa, con này của thương hiệu New Balance. Và với con này của thương hiệu New Balance thì chúng ta sẽ có các thông tin như sau. Đầu tiên thì đây sẽ là mã L12. Con này thì sẽ là một chiếc áo size M, chiều dài 69, ngang 47 và vai là 42.
Với sản phẩm này thì quý bác quý anh chị nào chúng ta khoảng 60 cho 65kg sẽ có thể mặc ok nhé. Sản phẩm tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với một con khác của hiệu Kangol. Thì đây sẽ là mã L13. Với con này thì sành đồ si sẽ có chiếc áo này chiều dài là 66, ngang 53 và vai chiếc này là 50. Con áo này thì quý bác quý anh chị nào chúng ta trong khoảng là 65kg có thể mặc vừa và mặc ok nhé, hàng của Kangol. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với thêm một con khác nữa, con này của thương hiệu Vu này, con này có hai túi luôn. Và với chiếc áo này chúng ta sẽ có mã L14, chiếc này là size M, chiều dài sẽ là 72, ngang 50 và chiếc này 43. Quý bác quý anh chị nào chúng ta trong khoảng là 65kg có thể mặc vừa và mặc ok cái sản phẩm này của thương hiệu Vu nhé. Ok, và Thành Đồ Si cũng nói luôn và đây sẽ là chiếc áo cuối trong cái clip của chúng ta ngày hôm nay. Một cái phiên live cũng khá là dài rồi. Cảm ơn các bác đã xem hết clip này và chúc các bác sẽ có một buổi tối, buổi chiều vui vẻ bên người thân và gia đình. Thành Đồ Si chốt đơn qua Zalo hoặc số điện thoại duy nhất là 0337707398. Tiếp tục đến ngày mai. Cho anh hỏi do chiều dài áo từ chỗ nào đến chỗ nào. Anh ơi, chiều dài áo nhà mình nhá sẽ được đo từ cái phần chiều dài trên cổ áo anh ạ, không tính phần cổ áo nhá, tức là tính từ cái mép này cho đến cái giới hạn cuối cùng của chiếc áo anh nhá. Chiếc nào có tà sau thì sẽ tính tà sau và tà trước thì sẽ tính tà trước nhá. Đấy là cách đo của nhà em. Còn bề ngang thì Sành Đồ Si sẽ đo ở dưới ngang lách này anh này. Nhà em sẽ đo ở dưới phần ngang lách này, đi sang bên này để tính ngược cho mình. Còn vai thì bọn em sẽ đo ở mặt đằng sau, lúc cái đoạn hai đoạn cầu vai ở đằng sau này. Đấy, tận cùng của điểm này nối sang cái điểm này. Đó, thì nhà em sẽ đo như vậy anh nhá. Và Sành Đồ Si sẽ hẹn mọi người vào chiều ngày mai chúng ta sẽ lại lên tiếp tục 99k, bao gồm cả quần short này, bao gồm cả áo polo này, xong rồi áo thể thao kiểu như em sành này. Chúng ta sẽ ngày mai lại lên một clip nữa. Xin chào các bác nhé. Ngày mai hẹn mọi người lúc 2 giờ 30 phút buổi chiều nhé.